Hội thi có sự tham gia của 18 đơn vị xã và thị trấn thuộc địa bàn huyện Cao Lãnh. Các đội thi được thỏa sức sáng tạo làm sao để các mô hình thể hiện được tinh thần, thế mạnh cũng như đặc sản của địa phương mình. Ở địa phương huyện Cao Lãnh thì có 18 xã thị trấn, thì các gian hàng đã trưng bày nhau. Đây là cơ hội để cho các xã với nhau trưng bày để hiểu về cái từng loại trái cây của địa phương với nhau và để giao lưu kết nối với nhau để quảng bá hình ảnh cũng như là các sản phẩm để giới thiệu bạn bè hoặc là có thể kết nối ra quốc tế. Mỹ Long thì cũng có cái sản phẩm chanh không hạt thì đã xuất khẩu qua thị trường châu Âu. Tại hội thi, các sản phẩm ô cốp, niềm tự hào của huyện Cao Lãnh cũng được trưng bày và giới thiệu đến du khách gần xa. Bên cạnh các loại trái cây đặc sản của các xã như xoài, táo, chanh, cau, còn có các sản phẩm chế biến từ trái cây và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Thông qua hội thi, ban tổ chức mong người dân sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo để cây trái quê hương mình ngày càng gia tăng giá trị, được biết đến và đón nhận nhiều hơn.